tuần trước, chúng ta đã được nhìn lại chặng hành trình của Khẩu Vị Ngôi Sao bên sự dẫn dắt của tôi, MC Hoàng Rapper. Và dĩ nhiên, ngoài tôi ra, còn có một cô MC vô cùng xinh đẹp, tài năng và không kém phần duyên dáng đã dẫn dắt chương trình này. Đó chính là Á hậu Hà Thu. Hà Thu hân hoan chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và hôm nay Khẩu Vị Ngôi Sao sẽ chào đón một vị nghệ sĩ có giọng hát ngọt ngào như mía lùi. Xin giới thiệu nghệ sĩ Bình Tinh. Em chào chị. Chào em. Trời ơi, dễ thương quá. Hôm nay làm công chúa hay gì mà mặc cái váy trắng xinh dọn. Hôm nay thì chị thùy mị một tí. Tính tới đây chặt em chi phong. Nào dám. Yeah. Khách mời hôm nay là một chàng trai đã từng là tuổi thơ, đã từng là thanh xuân của rất nhiều chàng trai, cô gái. Xin chào đón ca sĩ Ti Ti. Hello anh. À, xin chào Hà Thu. Dạo này tình cảm của anh như thế nào anh ha? Tình cảm hiện tại giờ anh cất trong tủ sắt á. Cất trong tủ sắt khóa lại. Anh khóa lại luôn. Quên mất cái mã số. Anh quên mất mã số luôn. Rồi. Và khách mời ngày hôm nay sẽ là một gương mặt vô cùng quen thuộc với tuổi thơ của rất rất nhiều bạn, trong đó có cả Hà Thu. Hà Thu sẽ bật mí ngay sau đây. Xin giới thiệu nam diễn viên Ngọc Trai. Dạ, tự nhiên ra xong cái đập đầu cái bước. Em chào anh. Dạ, chào bạn. Đập đầu bạn. Cái là một cái nét chào của mình đó anh hả? Phải không? Không phải, tại vì ra xong cái bị trượt chân á, đầu cái đập cái bóp vô cái cạnh cửa. À, là giúp mình tỉnh táo hơn để tham gia chương trình đúng không anh? Không biết có tỉnh không mà hơi bị đau. Và hôm nay Khẩu Vị Ngôi Sao sẽ mời đến đây một nam diễn viên MC rất là đa tài và người anh lúc nào cũng luôn ôn tồn nhẹ nhàng với mọi người. Xin giới thiệu nam diễn viên Quang Thảo. Em chào anh. Chào mừng anh Quang Thảo đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Anh dạo này thế nào ạ? Quang Thảo vẫn khỏe. Cảm ơn Thu và Quang Thảo cũng cảm ơn chương trình đã cho Quang Thảo có cơ hội ngồi đây cùng với Á hậu Hà Thu và gặp lại quý vị khán giả. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục nhìn lại những khoảnh khắc đặc biệt của chương trình. Những kỷ niệm gì sẽ được chia sẻ đằng sau những từ khóa bí ẩn đây? Mọi người nhìn Đào vậy thì mọi người nghĩ chắc là con bé này nó rất là dễ ăn. Nhưng mà sai hoàn toàn, Đào rất là khó ăn. Bây giờ thì chị mở tiếp cái ổ khóa kế bên. Xin mời từ khóa số 2. Mang rợ và sung sướng. Một cái kỷ niệm mà chị với ba chị, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, hào sóng mà nhúng như bồ tạc á. Mới ăn nói thôi ba ơi, con cái gì con không biết thì con không ăn. Đừng cãi ba buồn, bây giờ để ba làm cho. Ba làm con ăn, trời ơi ngon lắm. Bắt đầu anh ấy lấy đồ tạc rồi mấy xào chế ba cái miếng gì không biết. Chuyên nghiệp lắm đó không chị? Bắt đầu lấy cái con hào ra, anh ấy nhúng vào bồ tạc, anh ấy quấy. Bắt đầu anh ấy cầm lên, con hả họng ra cho ba. Hả họng ra, đút vô một cái cắn. Trời ơi, nước mắt nước mũi ông ơi, tao nói nó chảy từ tèm lem. Tao nít vô con, hít vô. Ôi trời, bắt đầu tận hưởng cái cảm giác sung sướng. Nó sướng luôn á chị. Dạ, bắt đầu nó qua cái giai đoạn mà bồ tạc mà nó nồng nó cay đó, là bắt đầu cái cảm giác đã lắm. Xin mời. Cơm và nước đá. Ngày xưa là khi mà Ti còn nhỏ là ở dưới quê á, hồi đó quê ngoại của Ti ở Kiên Giang, thì ngày xưa cũng khổ lắm. Ăn cơm là chỉ là lấy nước đá để chan vô làm canh. Và kiểu như mình làm kho quẹt á, chứ không có cá gì để kho nữa. Kho quẹt quẹt xong rồi cái mình đổ cái nước đá mà mình uống á, đổ vô ăn như canh vậy đó. Nhưng mà ngon. À, giống là canh mình bỏ lạnh vậy đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà ở dưới quê của Ti Ti là có nhiều người hay ăn như vậy không? Hay là cái đó là Ti Ti tự chế ra? Cha Ti ngày xưa ăn như vậy á, xong cái mình cũng ăn theo. Ô số 1 xin mời. Vì phim mà thích. Gà luộc á. Bạn có tin không? Hồi trước á, lúc mà mình mới có 6 tuổi á, mình không biết ăn gà. Chỗ nó lạc lẽo à. Gà luộc mà. Đâu biết gì đâu. Không gì ngon hết trời. Nhưng mà tình cờ xong cái đi trong xóm á, có nhà người ta bật tivi đồ kiểu như vậy á, có mở cổ tích. Thì trong cái phim cổ tích đó nó có một đoạn á, là người ta ngồi quay quần ở trên một cái mâm gà, cũng gà luộc luôn, người ta xé ra là cảnh mà các diễn viên ăn rồi phải không? Ê sao ngon quá ta. Ôi nhìn nó ăn đã ta. Xong, thôi đi về nhà xong cái ý cũng đang ăn gà luộc luôn. Trời ơi. Xong cái vô cái ăn đấy. Thật sự ăn nó ngon. Ăn y chang trong phim vậy luôn. Là mình ăn xong cái là mình tưởng tượng là cái cảm giác là ở diễn viên ăn sao rồi. Mình ăn như vậy. Ê nó ngon thiệt ta. Tự nhiên cái thích luôn.
từ khóa số 1. Xin mời. Vui tươi nên không thích buồn. Cái này liên quan tới tâm trạng nhiều hơn đúng không anh? Đâu, ẩm thực cũng làm nên tâm trạng con người. Mình đang nói ẩm thực thì đây là một cái hương vị, một cái món ăn mà anh cho là thú vị, là vui tươi nên không thích buồn. Thật ra khi chúng ta nói vui đối lập với buồn, buồn là sầu, sầu mà sầu của mình thì gọi là sầu riêng, sầu riêng mình tôi. Thật sự là anh dị ứng với tất cả những món ăn nào có sầu riêng, kể cả kẹo bánh. Thì đây là cái điều mà anh không giải thích được. Có nghĩa là nếu như mà ngồi trong cái không gian thế này mà em ăn sầu riêng là anh sẽ bị nhức đầu. Mời từ khóa số 1. Hỗn hợp kết dính. Cái hỗn hợp kết dính là tất cả các loại chả. Chị rất là thích ăn chả. Chả lụa nè, chả cá, rồi chả quế, chả, nói chung là tất cả các loại chả em đều rất là thích ăn. Chả cá nhồi vô khổ qua, nấu canh hoặc là chiên lên rồi chấm nước mắm thôi, gì cũng ngon. Và dường như càng về sau, những thử thách dành cho nghệ sĩ và khán giả của họ cũng dần được nâng cấp hơn, độ khó ngày càng tăng và họ được bộc lộ những tài lẻ của mình nhiều hơn thông qua chương trình này. Chúng ta lần lượt thảy những quả bóng này làm sao để cho nó vào trong các cái ly này và phải đảm bảo cho thu ít nhất một lần bóng chạm vào cái bàn rồi sau đó mới vào cái ly thì mới được tính. Và sau 2 phút bạn nào có nhiều bóng ở trong ly hơn thì bạn đó sẽ giành chiến thắng. Thời gian 2 phút bắt đầu. Wow, gần đúng rồi. Cố lên, gần được rồi, gần được rồi. Anh ơi, mình cổ vũ nhiệt tình lên chút cho các bạn. Một trái đầu tiên. Trái bóng màu trắng. Tại vì là anh hay làm sao lãng người ta lắm cho nên tốt nhất là anh đứng yên đi. Đội cam cố lên, đội cam cố lên. Ui, trái thứ hai, trái thứ ba của đội trắng. Mà quăng lẻ lên em, quăng liên tục đi, bây giờ đâu có tiền tính gì đâu. Anh em thấy anh không nên cổ vũ nữa, anh hơi làm sao nhãn rồi đó. Thấy chưa, tôi nói mà. Còn 30 giây nữa thôi, cố lên. 1, hết giờ. Giờ mình đếm nè. Rồi, mình đếm đi, mình đếm cái trắng trước đi. Rồi, 1, 2, 3. Ở trong cái ly này là nó có cái trắng luôn nè. 4, 5. 11 quả cho rồi. Ngọc Ánh. Rồi, bây giờ 30 quả màu cam nè. 2, 4, 6, 5 mà. À, lộn 5. 6, 8, 9. Rồi. Chúc mừng Ngọc Ánh đã giành chiến thắng. Thử thách này khá là cam go. Hai bạn phải ăn bánh trên một sợi dây và một chiếc xà như thế này, không được chạm tay vào hai bên xà. Ai ăn được nhiều bánh hơn thì người đó sẽ giành chiến thắng. Chạm tay vô chân đúng không? Được, chạm tay vào bất cứ đâu ngoài ra cái thành này. 1 phút 30 giây bắt đầu. Cố lên, cố lên. Bình tĩnh thôi nha, bình cái tĩnh, này giữ tĩnh. Cân bằng nha, rất là quan trọng, phải cân em bằng. Em không ăn được luôn. Bình tĩnh thôi. Em ơi, anh nghĩ là khi nào em mỏi em cứ thả chân xuống đúng không? Chậm mà chắc nè, đúng rồi, bình tĩnh nè. Chậm thôi em, mình phải giữ cân bằng tốt đã. Không được chạm tay vào thằng nè. Không được chạm tay vào buông ra, buông ra, đúng rồi. Bình tĩnh thôi em, bình tĩnh thôi. Chạm tay vào đùi của mình nè. Đó. Rồi, Yến Nhi có vẻ rất là bình tĩnh, không được chạm dây nha. Không được chạm dây. Bình tĩnh thôi, đừng chạm vào đâu hết. Cố lên em ơi. Từ từ. Đúng rồi. Ăn nào. Bên kia người ta ăn quá trời luôn kìa. Bởi vì mấy người cao bao giờ cũng lợi thế. Thu ăn cái lần qua là... chỉ còn 30 giây nữa, cố lên em. Cố lên, cố lên. Em ăn được 2 cái, em thắng rồi. Em thật, đúng rồi, ăn đi, đúng rồi. Trời ơi, chưa bao giờ tôi thấy cảnh ăn bánh mà kỳ gì như vậy chứ. Cố lên, cố lên, bình tĩnh thôi nè. Giữ cân bằng nè, em phải giữ cân bằng cái người trước. Với chồng luôn, Lấy cái tay cầm cái chân lên, cầm cái chân lại. Giữ cái chân lại, đúng rồi. 10 giây cuối cùng, không ăn được cái bánh. 2, 1, hết giờ. Yến Nhi chúc mừng em với 4 cái bánh được cắn nữa. Thử thách của chúng ta là bên trái của chúng ta sẽ có một rổ trái cây thật giả lẫn lộn. Hai mẹ con cám đứng để trông coi, hai bạn bịt mắt và đi từ bên phía bên phải của chúng ta đến phần rổ bên này để tìm những trái cây thật. Trong 1 phút 30 giây, bạn nào tìm được nhiều trái cây thật hơn thì bạn đó sẽ giành chiến thắng. Bắt đầu. Kỳ quá vậy trời. Gì vậy? Ai vậy? Cẩn thận nha, rồi không bị cái cây rắc rớt ra khỏi rổ nha. Một lần chỉ được lấy một loại nha. Đâu rồi? À đây. Cẩn thận. Ủa cái trái gì vậy? Đó cái đầu gì vậy? Mẹ ơi, mẹ yêu thương hai bạn quá. Rớt hết kìa, là không có lấy được sau đâu nha. Gỡ. Bây
giờ gớt hết rồi, mò xuống dưới đất đi tụi con ơi. Ai đụng vậy? Mẹ đâu rồi mẹ? 30 giây đã trôi qua. Chơi này hồi hộp quá nè. Ai mới kéo công đi? Công nhận chưa thấy cặp đôi bồ đôi thần tượng và fan hâm mộ nào yêu thương nhau như là... Ủa? Mất tiêu rồi. Bên này nè, bên phải, bên phải. Ủa có khi nào mà để lộn không ta? Ừ, để lộn đi. 3 2 1 Chết rồi. Hết giờ. Đây. 1 2 3 4 loại. Yeah. Cho Hoài Khanh. Hiển có bao nhiêu loại? 1 2 3 4 5 và một cái quật nhỏ nhỏ chút chút đã đem lại chiến thắng cho Thế Hiển. Xin chúc mừng Thế Hiển. Hay. Với phần 2 của chương trình mang tên Chinh phục khẩu vị ngôi sao, Thơ đã giành được chiến thắng và đã chọn phần bếp phải. Thử thách của em trong phần này là em đã biết là gì chưa? Dạ, nhìn sơ qua thì đã biết rồi ạ. Đó là em phải đứng trong một cái bể chứa nước đá như thế này, mang đôi chân vịt di chuyển trong cái bể nước này thôi nha. Dạ, em ổn không? Dạ, tạm thời là ổn ạ. Tạm thời là ổn ha. Bếp trái dành cho Linh thì sẽ có thử thách là đi trên một đôi dép gỗ như thế này. Có vẻ là đỡ lạnh hơn, nhưng mà em phải di chuyển làm sao để có 2 ly nước ở trên 2 đôi dép gỗ, không có bị đổ ra ngoài ha. Bên bếp trái là Hiển. Thử thách của Hiển là gì? Sao không không vậy nhỉ? Đứng lên em, cao lên. Nó, nó nặng lắm á. Cái gì em? Cái cục có 20kg à. Vậy là thử thách của Hiển trong phần nấu ăn này sẽ là vừa đeo cục tạ 20kg và vừa nấu nướng. Khó khăn quá. Rồi, Hiển có thể đứng khom xuống nếu muốn nha. Rồi, bên bếp phải của chúng ta. Thử thách của em là... Dạ, em được mang vô một cái cây cà kheo á. Đứng trên đôi cà kheo và nấu nướng. Em cao hơn chị Hà Thu luôn. Vậy là em rất hạnh phúc với thử thách của mình phải không? Đúng rồi, em rất chúc mừng em. Chị mình kiểu như cái bậc thang á. Đúng rồi, bậc thang nè. Hai đầu bếp của chúng ta đã sẵn sàng với các nguyên vật liệu trên bàn. Hà Thu chỉ đưa ra một yêu cầu nhỏ nhỏ thôi. Có một trái dưa hấu ở đây. Dưa hấu này không phải để ăn. Bình em phải kẹp cái này ở hai đầu gối. Đây. Và sẽ di chuyển nấu nướng hay làm bất cứ cái gì cũng phải kẹp y chang cái trái dưa hấu. Rồi, bên Ánh thì đơn giản hơn một chút xíu. Em chỉ cần ôm con gấu dễ thương này. Và vừa ôm vừa nấu ăn, làm gì cũng ôm nó hết á. Bên bếp phải mà Yến Nhi chọn sẽ có một thử thách nhỏ là vừa nấu ăn vừa đi trên thảm xà bông. Hơi trơn trượt như thế này, cho nên Yến Nhi cẩn thận nha. Dạ. Còn bên này Bảo Hưng có vẻ là một thử thách rất là dễ thương. Ôm gấu bông và vừa ôm vừa nấu. Cũng là, hơi nóng là còn một tay thôi. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Và hai bạn fan hâm mộ của chúng ta đã sẵn sàng để nấu các món ăn của mình. Nhưng mà đâu có dễ nấu vậy. Bên này bạn chọn ra bếp phải thì bạn sẽ có thử thách là đi trên cái chân vịt như thế này chị. Không có chỉ là chân vịt đâu, phải giữ thăng bằng hai cái ly ở trên chân vịt như thế này. Mà trong cái lúc chị bạn nấu nướng, bạn phải đi rửa, bạn phải đi lấy nguyên liệu này nọ, là bạn cũng phải giữ thăng bằng hai cái ly này đó. Còn bên này gian bếp trái thì sẽ có thử thách là bạn phải đeo một cái găng tay boxing đó, có nghĩa là cái tay này khóa lại luôn rồi đó. Nấu một tay thôi. Trời ơi, đó, cái đó mới là khẩu vị ngôi sao. Lát cũng sẽ có thử thách cho mình nha chị. Chị có nghe lầm không? Dạ không lầm đâu chị. Chị chỉ được mời đến đây ăn thôi mà. Dạ không, thử thách chị để giúp đỡ các bạn hoàn thành cái phần nấu nướng của mình tốt hơn thôi. Chị ơi. Ủa? Kêu chị gì nữa cơ hả? Dạ bây giờ em phải cần trứng, nhưng mà trên đây nó có một cái thử thách là nghệ sĩ đi cà kheo lon vượt chướng ngại vật lấy nguyên liệu. Chị sẽ làm hết tất cả vì những đàn em thân yêu. Dạ. Dạ. Không có gì mà mình tin không làm được. Dạ. Chỉ có những cái khó quá mà thôi. Thôi em giúp chị cái đi. Dạ. Để chị đi lên thôi. Đó, rồi. Đó. Rồi thôi em làm phước giúp chị miếng nữa đi. Dạ, dạ, dạ. Mình đếm xem nó bao nhiêu chị. Trời ơi. Dạ. Lấy gì lấy một cái thôi nghe cưng. Dạ. Mấy trứng cưng? Dạ 3 trứng. Nói đúng chính xác giá. Đó. 3 cái trứng đây. Dạ, em cảm ơn chị. Nó sợ thấp lùng gì nữa chị. Và dạ anh ơi đó. Hiện tại thì em đang cần thịt. Và trong thịt có một thử thách: bịt mắt, nếm và đoán đúng tên 5 loại gia vị. Rồi, thì em sẽ để cho anh thử một cái gia vị đầu tiên nè.
Thích ngọt phải không? Rồi. Có vẻ em thương anh lắm á. Anh thích ngọt cái em cho nguyên một muỗng đường luôn. Mời anh. Chưa thử mà. Anh cảm nhận được không, rồi. Yêu cầu của chương trình là phải thử. Phải ăn hết, yêu cầu của chương trình thử thách là như vậy mà. Cái gì nè? Mùa tạc. Bây giờ chúng ta đến với một cái ngọt ngào hơn nữa nè. Cái này là em quá ác với anh luôn á nha. Nước mắm. Bây giờ còn một cái thứ tư. Tương đen. Tương đen, rồi. Còn một cái cuối cùng. Bạn ấy có nguyên liệu nha anh. Anh phải thử nhiều vô vì anh thử ít quá. Tương ớt. Đúng, chính xác. Rồi, chúc mừng em. Anh Ngọc trai ơi. Nữa hả? Nữa kìa. Giúp em một lần nữa nhá. Ok. Anh có thể giúp em là vừa lắc vòng, vừa lột vỏ và vừa ăn hai quả trứng gà không ạ? Mọi người thấy không? Ở đời mà đâu có ai dễ dàng mà cho mình ăn cái gì đâu. Căng à. Vừa bóc vừa ăn nhanh. 3, 2, 1, bắt đầu. Vô, rớt vòng. Gì đâu? Lụm lại nào. Lụm lại. Ê, nhưng mà miễn sao mà là nó chưa rớt nó, đúng nó không? Nó chưa rớt, dạ. Ok, thì được, dạ. Rồi. 2, 3, vô. Có cần nhả cái vỏ trứng ra đi không? Vẫn rồi, cái người mới sao cái người. Nuốt luôn hả? Trời ơi, có phước quá à, đập giùm luôn à. Đập giùm luôn đó. Thác nước qua cho miếng nước được không? Miếng nước. Thác nước quá à, thiệt luôn á. Ngẹn. Thiệt, ngẹn lắm luôn á nha. Thác nước dễ sợ luôn à, trời ơi trời. Đó. Anh ổn đúng không? Anh ơi, anh ăn hết rồi mà anh vẫn muốn lắc vòng hả? Không, mà anh nhai chưa hết. À vậy hả? Đâu được tính đâu. À. Chương trình khó lắm. Xong. Không biết anh ăn ở kiểu gì mà nãy anh nghẹn, anh sắp thở không nổi và anh lắc vòng không nổi, anh xin miếng nước đó. Thì chương trình báo là anh cố tình chơi ăn gian cho nên là cố tình không cho anh nước. Thấy nước quá à, thiệt luôn á. Nghẹn. Thiệt, nghẹn lắm luôn á nha. Cái điều đó. Ủa, có thật không? Biết luôn hả? Biết luôn đó. Thì ra là mọi người đã biết rồi à. À, vậy nó không cần nước nữa phải không? Ok, không cần nước. Nói chung thì mình ăn gian ở một cái khía cạnh mà chấp nhận được. Dạ anh Quang Thảo ơi, em muốn dùng thịt để nấu á. Anh có thể vừa hát một bài nhạc trẻ bất kỳ, vừa để MC đúc lần lượt từng viên kẹo bông dẻo ngậm vào miệng cho đến khi hát hết bài được không anh? À, rồi em lại tiếp tục giúp anh à. Cái gì? Anh nói thật sự anh rất là thương em, anh quý em lâu lắm và ngày hôm nay anh nói là anh tình nguyện, anh sẽ dâng hết những món ăn ngon nhất, anh sẽ đút cho em ăn, anh chăm sóc em miễn là được nghe em hát thôi đó. Dạ không có, đây là thử thách của anh, tại vì hai bạn đang nấu ăn cho anh thì ăn. Bây giờ mình thương nhau, mình phải chia sẻ cái thử thách cho nhau chứ, đúng không? Rồi, đồng ý với anh luôn. Bây giờ mình xong ca một bài ha. Bài gì? Biển tình đi anh ha. Dạ hát đi ha. Em hát trước ha. Em hát trước phải không? Dạ. Rồi. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng như tình anh với em, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển dòng đất trời chỉ có ta, từ dòng ngân hà mình cũng quang. Tình không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi, mây xanh răng ngơ, lắm trong từng món. Lại em mặt ngơ ngơ giấc mơ. Mắt em âu sầu, cả một trời thơ. Đó là một lần nữa với sự trợ giúp của Hà Thu thì anh đã hoàn thành thử thách thứ hai. Chị Đào ơi, gì vậy? Em đang cần cá lóc. Nhưng mà chương trình nói với em là phải cho khách mời thực hiện thử thách. Dạ, em đọc giúp chị cái thử thách. Chị Đào phải đứng trong thao nước đá và hát trọn vẹn một bài hát thì em mới được cá. À. Ủa vậy em cần cá sao em mua đem lem lên đi. Đây là sự hỗ trợ của thần tượng dành cho các fan hâm mộ đã yêu quý mình đó. Dạ. Kim Đào à. Giờ không làm cũng không được luôn á, thiệt. Đúng rồi. Rồi Kim Đào ơi, mình chọn bài hát nào dài chúc mình tặng quý vị khán giả ha. Ôi, hát ghê luôn á. Canh em thích bài hát gì?
ngâm trong đá là chắc là khá là vất vả. Thôi chị hát bài Giáo Linh Ba đi. Được, Giáo Linh Ba đi, rất là dễ thương. Đơn giản thôi. Ôi ôi, Giáo giá lạnh thiệt nha. Giáo Linh Ba đi. Giáo Linh Ba cho dù màu giáo, cô thương cháu thì cháu không khóc nhè. Không khóc nhè thì bà cho ông cây chai, ông vào nhà mai ông bà vui cái cài. La 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 la. Trời ơi, khi nào ổn không? Thấy chương trình vui hơn chưa? Thấy không? Bớt vui rồi đó. Thấy bớt vui rồi hả? Chị, tới em. Em muốn làm cái cua, món cua nha. Nhưng mà cái thử thách là đội nón chúc mừng sinh nhật có đục lỗ và ném phi tiêu làm sao để bể 10 bong bóng. Đào ơi, trước khi mình đến với thử thách này thì Thu có một lưu ý nhỏ nhỏ. Đây là bóng, đây là Thu. Thử thách là đâm bể bóng. Hên xui. Mời Đào. Bắt đầu nha. Đào nhớ nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Hãy sợ bóng bóng nổ lắm. Hay quá, hay quá. Hay quá. 3 quả. 3 quả rồi. Không trúng nha. 4 quả. Rồi. 5 quả. 3 quả nữa nè. Còn mấy quả gì Thu? Còn 2 quả thôi à. Cố lên, cố lên. Đương nhiên, những món ăn thành phẩm đầy bắt mắt, những khoảnh khắc nghệ sĩ thưởng thức món ăn ngon và luôn khó xử khi phải chọn ra một trong hai món ăn mà họ cảm thấy hợp khẩu vị của mình nhiều hơn để trao phần thưởng đã mang đến nhiều cảm xúc hồi hộp và thú vị. Em muốn làm món này vì để có đầy đủ các chất rau củ với lại là nó cuộn lại thì giống như là tình cảm của em dành cho Út vậy á. Đây một đây cái có nước chấm nữa chị. Cuộn nghĩa tình. Úi cha, nó đã. Hồi hộp quá ha. Ăn mà mình đau tim luôn á. Ngon. Ngon. Trời ơi, ngon mà căng vậy đó. Rất là ngon. Thật sự. Dạ, bây giờ thì bắt đầu Tinh sẽ thử qua tới cái món này nha. Không ấy, chứ nãy mình cũng phụ giúp thử thách. Chị đâu có bao giờ quên Thu đâu, sẽ không bao giờ quên. Cá ngon. Bây giờ quá. Thu ăn với chị một miếng đi. Dạ thôi, nha. Chị ăn đi. Ăn với chị một miếng đi, Thu dạ. Cảm nhận. Chấm vô. Dạ này. Thôi, để em tự Thu lấy. Dạ, dạ. Ngon lắm. Rất là ngon. Cảm giác rất là, rất là tình nghĩa. Đó, bây giờ Thu thông tin chị, Thu ăn thử một miếng với chị đi Thu. Dạ. Lần thôi. Này chị đút thiệt. Thiệt không? Thề không gian thiệt dối. Không? Trời run quá mọi người. Ăn mà em rung. Mỗi món đều có cái ngon riêng. Bây giờ nếu mà thật sự mà nói cân bằng hơn á thì là cái sushi á nó ok hơn. Vậy là món cơm cuộn yêu thương đem lại một chút may mắn cho bạn để bạn giành chiến thắng cho ngày hôm nay. Xin chúc mừng bạn. Món ăn của chúng ta đã hoàn thành và dọn sẵn lên bàn. Anh Titi thấy thế nào nè? Quá tuyệt vời luôn. Chờ đợi gì nữa, chúng ta thưởng thức thôi đúng không anh? Anh muốn thưởng thức món nào trước nè? Như thường lệ bình thường mà anh hay ăn cơm thì anh sẽ ăn cơm với lại sườn trước. Rồi ăn canh sau đúng ăn không? Canh sau. À. Anh em mời anh dạ. Ngon không anh? Quá tuyệt vời. Được thưởng thức cái món mình thích. Mà được các bạn nấu ngay tại cái chương trình này luôn thì quá cho tuyệt vời luôn. Dạ, được ăn một mình ba cô gái đứng nhìn. Quên, mời. Bây giờ là mọi người nhìn anh ăn vậy luôn hả? Dạ, tội nghiệp lắm anh. Anh có cần thấy ngại ngùng hay là như thế nào không đâu? Dạ, anh cứ tự nhiên đi anh, tụi em chịu được mà. Tụi em chịu được mà. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Và diễn viên Ngọc Trai đã không thể chờ đợi được nữa rồi đúng không anh? Mời anh muốn thưởng thức món nào trước? Cá lăng hay là gỏi? Gỏi trước. Có chấm gì không em? Nếu như thấy nhà thì mình có thể chấm với mắm. Thật ra thì cũng không có cần chấm, nó hơi bị dư mặn luôn á. Gà ngon, dai dai vừa phải. Cái cảm giác nhai nó thích lắm, nó cải nè, nó cũng không có bị quá rục. Đó, trời ơi, thích ăn cái mấy cái miếng nào mà là nó cháy cháy vậy nè. Hương vị nó mới đậm đà như vậy được. Thật ra món chiên giòn thì bắt buộc nó phải cháy cạnh nó mới tạo độ giòn. Đúng vậy, thử miếng nha. Thơm quá mọi người.
Tại vì là trai không có thường ăn cá lăng nhiều. Nhưng mà bạn làm được một điều mà là trai thấy là cứ làm món cá là bạn cách tránh được cái điều này là chắc chắn là 8/10% là cái món của bạn nó sẽ ngon. Đó chính là bằng cái khâu xử lý mùi tanh. Cái thịt cá lăng của bạn á, chi nó rất là vừa tới đây nè. Đúng rồi, nó béo chứ nó không bị khô. Thịt nó vẫn còn rất là mọng nước. Nếu mà phương diện của cái món này á, trên thang điểm 10 thì anh sẽ chấm em là 9.5. Bây giờ có hai món ăn trước mặt, anh đã cảm thấy nguôi ngoai phần nào chưa? Bây giờ để cho hai bạn trình bày một chút xíu về món ăn của mình đi anh ha. Bảo Hân ơi, em chia sẻ một chút xíu về tâm huyết của em nè. Món ăn này là em dùng cả tấm chân thành sự yêu thích của anh Thảo. Tìm hiểu về những cái khẩu vị của anh là người miền Tây rồi thích như thế này như thế nọ. Thì em là một con người gốc miền Trung mà nên là để học được khẩu vị của miền Tây là em phải rất là cố gắng đó chị, để làm ra một cái dĩa gỏi như thế này. Rồi, bây giờ anh thử luôn cho nóng anh ha, xem tâm huyết của bạn đặt trong này như thế nào. Bây giờ mình làm ngược lại được không? Bây giờ cho bạn này nói luôn đi. Bây giờ, rồi mình thử một hai món. Rồi, bây giờ cái món này là hủ tiếu mâm vang á. Cuối tuần á, em hay nấu cho ba mẹ gia đình em hay ăn á, nên là em rất là tự tin em cho anh thử nước cái món ăn này. Với tư cách là fan hâm mộ của Quang Thảo đến đây nấu món ăn để cho Quang Thảo thử qua bằng cả cái tấm lòng thì đều được trân quý với nhau hết. Nhưng vì là cuộc thi thì mình phải có cái kết quả. Thì nếu như cái kết quả như thế nào đi nữa thì hy vọng là các em đừng có thôi hâm mộ anh. Đâu anh. Hứa không? Hứa nha. Với anh thì hai món này đều là 10 điểm, nhưng cộng thêm cái sự kinh nghiệm, cộng thêm cái độ khó và cộng thêm cái sự nỗ lực trong cái ẩm thực thì anh nghĩ rằng món gỏi sẽ là đứng nhất và món hủ tiếu là đứng nhì. Dạ. Vậy là phần chiến thắng trong ngày hôm nay đã nghiêng về món gỏi của Bảo Hưng. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn anh. Kim Đào ơi, Kim Đào thấy thế nào về hai món ăn được trình bày trước mặt sau bao nhiêu công sức mà mình bỏ ra? Đúng là công sức của mấy bạn, nhưng mà một phần là cũng của Đào, cũng phần lớn đó. Không có nguyên liệu làm sao mà nấu được. Đúng rồi, bao nhiêu nỗi sợ hãi, bao nhiêu công sức giọt mồ hôi. Nhưng mà khi mà nhìn thành phẩm thì thấy cũng có, nó hơi giống như cái món ăn trong đầu Đào tưởng tượng khoảng 8%. Rồi, nhìn vậy thôi, nhìn nó chỉ mới 80%, nhưng mà cái nước á, nó đúng cái nghĩa là nó khoảng 98%. Tại vì cái nước dùng của bún cá là nó phải trong như vậy. Đặc biệt là phải trong như vậy mà nó phải thanh chứ nó không có mặn. Thì thử một cái lên được 18% luôn em. Cảm ơn em nha. Chị khen mấy cái món bên kia anh đọc. Biết hiện nóng sao? Ngon lắm á. Mày lên thiên đàng không? Lên thiên đàng hay đi đâu nè? Rất là ngon. Lên không? Lên không? Lên thiên đàng không? Lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng. Lên nè em ơi, lên nè em ơi. May quá, may quá. Ngon quá. Nhưng mà không được ăn nhiều. Bụng nó bự ra. Không, mấy cái súp này á, hình như ăn là không có bị mập đâu. Tại vì nó tốt cho sức khỏe, cũng không có tinh bột nhiều á. Bây giờ đến phần hồi hộp quyết định căng thẳng. Dạ. Là mình tuyên bố ở đây luôn hả? Là mình tuyên bố luôn, công khai tuyên bố luôn đó. Bún cá với súp cua. Thì đối với Đào á thì bún cá thì nó Đào dành cái tình cảm đặc biệt hơn, tại vì nó hơi với quê của Đào. Lâu ngày mà mình ăn được cái món mà cái kiểu mình quê hương đúng không? Gợi nhớ cho mình những cái cảm xúc về quê hương ha. Bởi vậy nên là Đào sẽ chọn món bún cá. Dạ. Ơi, chúc mừng món bún nhưng cá. Món của em vẫn rất là ngon nha. Dạ. Chúc mừng món bún cá của Hoài Khanh. Dạ. Chúc mừng em đã giành chiến thắng trong phần nấu nướng ngày hôm nay. Mời Kim Đào trao giải thưởng cho bạn Khanh. Rồi, chúc mừng em nha. Dạ, cảm ơn chị. Thật sự em rất là vui luôn, nhưng mà hôm nay được đến với chương trình nấu cho chị Đào ăn vậy là em rất là vui rồi. Dạ. Vui hết. Dạ em chỉ vui thôi chị. Mấy nó vui rồi mình có buồn không? Em rất vui. À, vui luôn. Em rất hạnh phúc khi được nấu ăn cho chị Đào ăn. Em ơi, em nấu đàng hoàng đi Hiển ơi. Thiếu mấy giọt nước mắt nữa là tròn vai đó. Vậy làm lại hả? Ôi trời ơi, cuối kết chương trình rồi trời ơi. Dạ nó chơi thôi chứ thật ra đến đây nấu ăn chị Đào cũng là một hạnh phúc của em rồi. Mà thật ra hôm nay lần đầu tiên nấu ăn đó, em chưa nấu ăn cho ba mẹ em luôn á. Ừ, vậy là quá hạnh phúc rồi. Thế vậy mà thất bại tội nghiệp nhỏ. Ôi trời ơi, không chị. Giỡn gì vậy? Thất bại lấy kinh nghiệm. Lấy kinh nghiệm thôi. Em sẽ nấu ăn cho ba mẹ thiệt là ngon. Đúng rồi. Đúng rồi.
Rồi, nói chung là hai bạn đã rất yêu thương và dành tình cảm cho Kim Đào để đến với Khẩu Vị Ngôi Sao ngày hôm nay. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn Kim Đào, những giọt mồ hôi đã xứng đáng với hai món ăn đúng không? Ừ. Và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính thưa quý vị, chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì thời gian chương trình đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin hãy đừng quên tiếp tục ủng hộ chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao trong những số phát sóng tiếp theo. Chúng tôi hứa hẹn sẽ mang đến những giờ phút giải trí vô cùng thú vị cho sự lựa chọn của tất cả mọi người trong những ngày cuối tuần trước màn hình TV quý vị nha. Đặc biệt là HTV7, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.